Thưa quý vị và các bạn, cả nước hiện đang có khoảng 7 triệu người đang có nhu cầu về nhà ở giá thấp. Và để đáp ứng được nhu cầu này, trong thời gian tới, trung bình mỗi năm cả nước phải xây dựng ít nhất là 500.000 m² nhà ở xã hội và hàng trăm các dự án công trình khác. Để có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án này, rất cần một nguồn vốn đầu tư rất lớn. Thực tế thì các doanh nghiệp đầu tư bất động sản trong nước đang rơi vào trong tình trạng thiếu vốn. Vậy làm thế nào để cho các doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận được nguồn vốn đầu tư xây dựng? Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong một ý kiến chuyên gia hôm nay. Khách mời là ông Ken Atkinson, giám đốc điều hành công ty Grand Thornton, hoạt động chuyên về lĩnh vực kiểm toán và tư vấn phân tích. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa ông, qua hơn một năm thị trường bất động sản rơi vào tình trạng trầm lắng đã khiến cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hụt vốn. Ông nhận xét như thế nào về nguồn vốn hiện nay trên thị trường? Nguồn vốn cho thị trường bất động sản đang rất bị giới hạn do các quy định của ngân hàng nhà nước, cụ thể giới hạn bởi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng. Thị trường bất động sản có nhiều hoạt động, đặc biệt là địa bàn quận 7, với hàng loạt cao ốc đã được khởi công vào năm nay. Lại một lần nữa, ngân hàng nhà nước đã thắt chặt chính sách tín dụng do mức tăng trưởng đã đạt từ 27 đến 28%. Do đó chúng ta sẽ sớm chứng kiến sự thiếu hụt nguồn vốn, tiến độ xây dựng các tòa nhà sẽ chậm lại. Chúng ta thấy một số doanh nghiệp bất động sản mà chức năng chính không phải là phát triển bất động sản. Một số doanh nghiệp được nhà nước giao đất thì làm công ty bất động sản luôn. Do đó họ cũng miễn cưỡng giao đất cho các công ty bất động sản có bề dày kinh nghiệm hơn. Theo ông, những vướng mắc mà doanh nghiệp bất động sản Việt Nam hiện nay đang mắc phải trong việc tiếp cận với các nguồn vốn để phát triển bất động sản là gì? Như đã đề cập ở trên, vấn đề là các ngân hàng hiện nay chỉ cho vay các công ty phát triển bất động sản lớn có bề dày kinh nghiệm. Ngân hàng có xu hướng không thích các doanh nghiệp xây dựng nhỏ, chỉ vì họ chỉ có một miếng đất nhỏ. Các doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác như họ đã từng xoay sở trước đây. Tuy nhiên, do thị trường đã phát triển tới hạn nên tình hình sẽ khó khăn hơn. Ông có thể giới thiệu một vài mô hình huy động vốn hiệu quả ở nước ngoài có thể áp dụng tại thị trường bất động sản Việt Nam? Như tôi đã nói thì do thị trường đã phát triển tới hạn nên đòi hỏi các công ty bất động sản phải năng động, sáng tạo hơn trong thị trường hiện tại, tìm kiếm nhiều cơ hội huy động vốn, phát hành trái phiếu như nhiều công ty đã làm, cũng tìm kiếm cơ hội làm việc với các quỹ đầu tư tư nhân. Có nhiều quỹ đầu tư ngoài Việt Nam đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư ở đây. Nhiều quỹ đầu tư muốn vào Việt Nam nhưng vì họ quá kỳ vọng vào việc tăng giá. Nhiều quỹ đầu tư muốn vào Việt Nam nhưng vì họ quá kỳ vọng vào việc tăng giá cả nên còn lưỡng lự trong việc ra quyết định đầu tư. Làm việc với các công ty bảo hiểm, họ là người đầu tư dài hạn vào bất động sản, có nguồn thu lớn từ phí bảo hiểm. Nguồn thu này sẽ được tái đầu tư vào đất nước và họ sẽ dành một phần đáng kể vào thị trường bất động sản do triển vọng tốt đẹp trong tương lai. Có một nguồn vốn khác là khi công trình được hoàn thành, các nhà bất động sản phải lưu ý đến nguồn này vì hiện nay họ thường dùng vốn ngắn hạn bổ sung cho vốn dài hạn. Thưa quý vị và các bạn, với những gì mà ông Ken Atkinson vừa mới trao đổi thì chúng ta thấy rằng bên cạnh ba nguồn vốn chính là vốn vay ngân hàng, vốn của chủ sở hữu và vốn huy động từ khách hàng, các doanh nghiệp trong nước cần tìm kiếm thêm các nguồn vốn khác. Có chủ động và linh hoạt trong việc tìm kiếm nguồn vốn thì các doanh nghiệp bất động sản trong nước mới mong nhanh chóng thoát khỏi tình trạng thiếu hụt vốn như hiện nay, góp phần vực dậy thị trường bất động sản Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn ông Ken Atkinson đã tham gia chương trình.